Thì trên đồ áp suất thực tế của chúng ta thì các bạn nhìn thấy ở đây đó là một cái bảng điều khiển nhá. Bảng điều khiển. Bản chất của cái bảng điều khiển này của chúng ta đó là một cái bộ timer, một cái bộ thời gian để xác định là gì. Ví dụ ở đây thì chúng ta thấy là có chế độ hấp này, chế độ nấu canh này, chế độ gà này. Đấy, có rất nhiều những cái chế độ ở đây. Tức là gì, khi mà chúng ta xoay cái lúm này để chọn chế độ, tức là chúng ta đang chọn thời gian cấp điện liên tục cho sợi đốt ở đây. Yeah. Phía trên này thì các bạn nhìn thấy có một cái van ở đây, một cái van. Thì van này nó sẽ có hai chế độ. Một chế độ là kín hơi và một chế độ là hở hơi. Khi các bạn chuyển về chế độ kín hơi như này thì lúc đó dưới áp suất ở bên trong nồi cao quá thì cái van này nó tự động đẩy lên để nó giảm bớt áp suất để đảm bảo an toàn cho cái nồi của chúng ta. Thế còn khi mà chúng ta chuyển về chế độ hở hơi thì lúc đó là gì đây? Khi bên trong tạo được áp suất ở đấy thì nó đều bay hơi ra bên ngoài. Đấy, tức là van này của chúng ta nó sẽ có hai chế độ là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ mở bên trong. Đây là cái ruột nồi áp suất của chúng ta. Bên trong này thì các bạn nhìn thấy như sau, nó cũng sẽ có một cái mâm nhiệt. Mâm nhiệt này là chính để tạo ra cái nhiệt để nấu chín thức ăn. Ở phía giữa này thì các bạn nhìn thấy là gì đây? Có một cái lúm nó giống như của nồi cơm. Nhưng thực ra đây không phải là cái rơ le nhiệt tự tính, mà đây là một cái rơ le nhiệt. Khi mà đủ nhiệt độ thì nó sẽ ngắt nhá. Nó sẽ cảm nhận được cái nhiệt độ đó từ đáy xoong này của chúng ta. Đấy. Và cái rơ le nhiệt này nó sẽ ngắt khi mà đủ nhiệt độ, được chưa? Tiếp theo thì chúng ta sẽ tháo ở phía bên trong này ra để xem từng chi tiết. Cho tớ mượn cái tô vít bốn cạnh này. Các bạn nhìn vào phía bên trong này của chúng ta. Đầu tiên thì các bạn nhìn thấy hai cái điện cực ở đây. Đây chính là hai cái điện cực mà dùng để cấp điện vào cho gì đấy? Cái mâm nhiệt của chúng ta. Được chưa? Mâm nhiệt. Tiếp theo thì các bạn nhìn thấy đây là một cái rơ le nhiệt. Và bên đây cũng là gì đây? Một cái rơ le nhiệt. Trong này chúng ta sẽ có hai rơ le nhiệt. Một cái là để điều chỉnh nhiệt và một cái là để điều chỉnh áp suất. Nhưng mà điều chỉnh bằng gì đây? Bằng cái dòng điện ở trong đấy. Do đó thì hai anh bạn này được gọi là rơ le nhiệt nhé. Tiếp theo thì chúng ta nhìn sâu bên trong này một chút thì đây. Chỗ này các bạn nhìn nó hơi sâu một chút. Thì đây chính là một cái bộ timer. Và bộ timer này hoạt động là khi có điện thì mới bắt đầu hoạt động. Tức là trong này có một cái motor và nó cấp điện vào thì lúc đó motor mới bắt đầu làm việc. Đấy. Nó khác hẳn với một số là gì đây, cái timer cơ của chúng ta ấy, là khi mà chúng ta cứ chọn một lượng thời gian nhất định, sau đó chưa cắm điện thì nó đã chạy rồi, được chưa? Thế chứ còn anh ba này là gì đây, là nó phải xác định chắc chắn là khi nồi của chúng ta có điện thì nó mới gì đây, mới hoạt động. Đấy. Ở phía giữa này lúc trước các bạn nhìn thấy đây, cái này là một cái rơ le nhiệt của chúng ta nhá. Rơ le nhiệt đóng ngắt tự động dựa vào phần nhiệt. Ngoài ra thì các bạn còn nhìn thấy một chi tiết ở đây. Theo các bạn thì đây là cái gì? Đây là một cái cầu trì nhiệt. Cầu trì nhiệt này có tác dụng gì? Ở đây chúng ta chú ý nhé, là cầu trì nhiệt đúng là nó sẽ ngắt. Thế nhưng mà không ngắt ở trạng thái là dòng điện cao, đúng không? Về bản chất là nó là cầu trì nhiệt thì nó sẽ ngắt ở trạng thái nhiệt, đúng không? Thế còn là gì đây? Là cái dòng cao hay dòng thấp thì nó phụ thuộc vào cái thời gian chúng ta lưu trữ cái điện đấy vào trong cái mâm của chúng ta. Ví dụ thời gian ngắn thì nhiệt độ nó thấp, còn thời gian dài nhiệt độ sẽ gì đấy? Sẽ cao. Thế thì cái cầu trì nhiệt này sẽ hoạt động khi nào? Khi nó tác động khi nào? Đúng không? Tức là khi hai cái rơ le nhiệt này của chúng ta và cái rơ le nhiệt ở giữa này của chúng ta nó không tác động, đúng không? Không tác động thì lúc đấy là gì đấy? Nhiệt độ trong nồi của chúng ta cứ tăng lên. Và lập tức thì cái cầu trì nhiệt này nó sẽ gì đây? Sẽ tác động. Tức là gì đây? Là cái cơ chế bảo vệ kép cho cái áp suất của chúng ta. Đấy là toàn bộ cái phần cấu tạo chung của đồ áp suất của chúng ta là như vậy. Đấy. Thế còn phía trên mặt này đây, các bạn nhìn thấy rõ ở đây người ta sẽ ghi này, một cái đèn dùng là ghi là chế độ là nấu này, một cái đèn dùng để chế độ là giữ ấm này, đúng không? Thế còn dưới này có rất nhiều chế độ. Thì phụ thuộc vào từng loại xoong, từng loại lồi mà sẽ có các chế độ là gì đấy? Là khác nhau, đúng không? Khi sử dụng nồi cơm, xin nồi hầm này của chúng ta ấy, thì các bạn phải hết sức chú ý đến cái gì? Chú ý đến cái
thực phẩm chúng ta để vào trong đó là cái gì, để các bạn chọn cái thời gian cho là gì đây, nó phù hợp. Vì khi các bạn chọn thời gian ở đây ấy, là thời gian lưu điện liên tục cho cái mâm đốt, mâm nhiệt của chúng ta nhé, lưu điện liên tục cho mâm nhiệt của chúng ta, chứ không phải là chúng ta gì đây chọn cái nhiệt độ. Thì khi mà cái phần thời gian này của chúng ta nó kết thúc thì lúc đó nhá, lúc đó thì các cái rơ le nhiệt ở phía dưới này mới tiếp tục là gì đây, hoạt động tiếp, và nó luôn luôn giữ cho cái nồi của chúng ta có một nhiệt độ nhất định để hầm thức ăn của chúng ta, được chưa, và giữ một cái áp suất nhất định ở trong đấy. Thì đấy là cái cơ chế để là gì đây thực hiện của một cái nồi hầm đa năng là như vậy. Thế thì tại sao người ta lại gọi là nồi hầm đa năng ở trong đấy? Bình thường thì các bạn ngày xưa các bạn dùng một cái nồi áp suất ấy thì nó chỉ có tác dụng là gì đây, hầm xương thôi, hoặc là hầm một cái gì đấy thôi. Nhưng trong này chúng ta còn có cả chế độ là gì đây, chế độ nấu cơm này, chế độ nấu canh này, đúng không? Do đó nó sử dụng được nhiều tính năng ở trong một chiếc nồi của chúng ta thì người ta gọi là đa năng ở trong đấy nha. Khi mà các bạn sử dụng ấy thì nó sẽ xảy ra một số những cái trường hợp sai hỏng. Sai hỏng thứ nhất là gì? Là khi các bạn chọn chế độ thời gian xong rồi, ví dụ các bạn chọn đây, ví dụ như là nấu canh chẳng hạn. Thế nhưng các bạn chọn giá trị đấy mà cái motor này nó không làm việc, nó không quay về giá trị không trong một thời gian nhất định, được chưa? Mà nó vẫn giữ nguyên ở cái giá trị gì đấy, nấu canh ở đây. Thì lúc đó các bạn phải xem lại cái phần gì đây, cấp điện cho motor đã có chưa. Và nếu kiểm tra cấp điện cho motor có rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra phần gì đấy, cơ cấu bên trong của cái motor đấy. Và trong một số trường hợp mà không khắc phục được phần bánh răng bên trong thì các bạn sẽ thay mới một cái bộ timer. Đấy là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là khi các bạn chọn ở chế độ nấu canh, sau một thời gian ví dụ như là 15 phút thì cái timer này nó chuyển về chế độ gì đấy, chế độ tắt bằng 0. Đồng thời là ở phía dưới này của chúng ta thấy là gì đấy, nồi cơm của chúng ta nó cũng tắt tất, nồi hầm cũng tắt tất cả điện, đúng không? Có nghĩa rằng là gì? Là hai cái rơ le nhiệt này của chúng ta nó cũng ở trạng thái là gì đây? Đang không hoạt động, tức đang hở mạch. Tức lúc đó là gì đây? Timer này cấp điện liên tục cho cái mâm nhiệt sau khi kết thúc. Lẽ ra là hai rơ le nhiệt này phải gì đây? Cấp điện cho mạch, nhưng nó không cấp. Thì lúc đó chúng ta phải kiểm tra độ tiếp xúc giữa các cái tiếp điểm ở trong cái rơ le nhiệt ở đây. Yeah. Trong một số trường hợp thì các bạn thấy là gì, ở đây người ta có một cái lúm điều chỉnh này. Đấy, hai lúm điều chỉnh ở đây. Thế nhưng người ta lại đổ keo vào đấy. Tại sao người ta phải đổ keo vào đây? Đây, người ta đổ keo vào đây, đúng không? Rõ ràng đây là cái lúm để điều chỉnh, nhưng mà người ta lại đổ keo. Vì nhà sản xuất người ta đã tính là gì đây, và đã kiểm định là gì, chiếc rơ le nhiệt này chỉ đáp ứng đúng ở giá trị nhiệt độ đấy đối với loại xoong này. Nếu chúng ta thay đổi cái giá trị nhiệt độ đấy thì sẽ làm gì đây? Thay đổi cái nhiệt lưu ở trong cái nồi hầm của chúng ta, và rất có thể nó sẽ phá hủy cái kết cấu của cái nồi hầm. Do đó thì toàn bộ phần rơ le nhiệt đây sau khi đã được kiểm định xong thì người ta thường là gì đấy, đổ keo vào những cái vị trí mà chúng ta có thể điều chỉnh được, để xác định là gì, là không điều chỉnh tại giá trị đấy. Vậy thì khi đó các bạn chỉ là gì đây, làm sạch các cái tiếp điểm bên trong này thôi, đánh sạch để cho tiếp xúc tốt thôi. Nhớ là không điều chỉnh nhá, không điều chỉnh hai cái này, được chưa? Thành phần thứ ba, cái hiện tượng thứ ba của chúng ta đó là gì đây, là chiếc van cơ ở trên này. Đây, chiếc van cơ ở trên này. Đây, các bạn nhìn thấy này. Khi bình thường thì cái van cơ của chúng ta nó nằm ở bằng như thế này, nhưng khi mà áp suất cao nó sẽ đẩy cái này đi, đẩy lên. Và khi mà gì đây, áp suất nó giảm rồi đến một ngưỡng nhất định thì nó lại gì đấy, hạ gì đấy, hạ xuống. Thế vậy thì khi mà các bạn thấy là gì, cái van này của chúng ta nó không lên được, đúng không? Không lên được mà nó chỉ nằm nguyên một vị trí thôi. Đấy, thì lúc đó thì các bạn phải kiểm tra xem nó có bị kẹt ở bên trong này không nhá. Đối với van cơ này thì rất ít khi mà chúng ta phải thay, mà chúng ta chỉ có vệ sinh xem nó có bị kẹt hay không thôi. Yeah. Vì cái này là làm việc hoàn toàn là bằng gì đây? Bằng cơ. Yeah. Đấy là một số cái cấu tạo chung của nồi hầm và một số những cái hiện tượng mà chúng ta thường hay gặp ở ngoài cuộc sống đối với một cái nồi hầm đa năng là như vậy. Chứ còn trên thực tế thì nó sẽ có rất nhiều những cái hiện tượng nữa, đúng không? Và rất mong các bạn là gì đây, trong quá trình học tập ở đây thì chúng ta thấy những cái hiện tượng về cái nồi hầm đa năng thì các bạn mang đến trên lớp để chúng ta cùng nhau là gì đây,
nghiên cứu cái hiện tượng đấy và đưa ra những cái biện pháp khắc phục hữu ích cho những cái hiện tượng thực tế đó.